đến được. Đến được bảo tàng bia nha mọi người, bảo tàng bia Sapporo nha. Còn uống bia không thì hồi sau sẽ rõ. Đi lên đi cậu. Đúng, đi thôi. Xung quanh em toàn là tuyết. Đẹp mê nha. Ok, cả nhà sau khi đứng chụp hình 7749 kiểu ở ngoài cổng thì bây giờ chúng ta sẽ vào cổng. Chúng ta sẽ vào museum. Đã được 2 tiếng rồi đó. Sapporo Beer Museum. Sau đó, sau khi xem trong bảo tàng xong, chúng mình đi xem đồ lưu niệm. Đây là mấy cái móc treo nha. Sau đấy họ có cái lon bia bé tí mọi người. Các bạn ạ, rất là buồn thay, chuyến đi này nó bị bão táp vì rớt với mọi người. Là cái để thử bia ấy, để thử bia thì bác thấy người ta đóng cửa ngày hôm nay mọi người ạ. Thế là mọi người chỉ có thể mua Miyage thôi. Sau kiếp nạn ở chỗ bia về, và bây giờ chúng mình đang đi ăn trưa một cách nhanh chóng. Chúng tôi chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Và là ăn nhanh chóng, cho quay ra nhìn thấy một hàng người xếp hàng. Cho mọi người xem một hàng người xếp hàng. Người đang xếp hàng nha. Mọi người ơi, sau nhiều phút chờ đợi, chúng mình đã có một bát mì trên tay. Bát mì siêu ngập thịt nha mọi người. Và mình sẽ ăn thật nhanh để còn về lấy hành lý nha. Chúng mình đã chạy đua với thời gian sau khi mua The LA. Sau khi cố chấp mua The LA xong thì chúng mình chia team nha. Hai người mua The LA, còn hai người, còn 4 người còn lại mới khách sạn lấy vali. Giờ thì còn 20 phút nữa thôi mà không biết là các bạn kia đang ở đâu. Tiger Balm. Bạn là sau chuyến tàu bao nhiêu lâu nhỉ? 2 tiếng rưỡi. Chúng mình đã lết được 6 cái xác đến ga Furano rồi mọi người. Giờ đang ngồi đây chờ buýt. Trong sự 4-5 áo đi, ngồi trong điều hòa ấm 30 độ. Đúng. Vậy là phải chờ buýt để 1 tiếng nữa. 1 tiếng buýt nữa để đi ra cái làng đấy. Hy vọng là đến làng đấy nó sẽ không làm chúng mình thất vọng. Bọn mình tâm cơ đi ra đây dành bến xe buýt thì xong rồi hóa ra là tâm cơ nhầm chỗ. Mình tưởng là cái nhóm đằng trước này ra đang định ra giành bít ý mọi người. Thế là mình cũng ra. Thế là bà Nguyên bà chạy mình... như một con chó à cơn gió. Mình tưởng ai cũng xấu tính như chúng mình đó. Đây là kế hoạch để có một chỗ ngồi đẹp trên xe bít 1 tiếng hiểu không? Và đây là những giây phút vô tri của chúng tôi. Nào Uy không ạ? Uy cẩn thận đâm sập cái gì đấy. Tao sợ chỗ này cứng này ạ. Đừng Uy. Gãy lưng đấy. Bên này Uy được nè. Ồ, xe buýt đến rồi hay sao ấy? Đến rồi các bạn ơi, 27 rồi. Ê, cầm cho tôi tắt nghiệp. Let it snow. Can hold you back and eat more. There you go. There you go. Và đấy là bắt đầu nha. I'm the girl. Yeah, it's day. Ê, biết đứng cẩn thận đi. Let ego thật rồi mọi người ạ. Người ta quay lại rồi kìa. Cả nhà ơi, sau khi đợi buýt vì buýt đến muộn một đoạn đường dài và đi một đoạn đường dài bằng buýt nữa thì chúng ta đã đến được Mingo Terrace rồi. Ôi. Đẹp nha. Má ơi, mê quá. Các bạn,
Mọi mình đã đến được ở nơi đây rồi. Đẹp không các bạn? Ô, cái này đang đóng cửa quên mất, về hát xuống đây. Đó, đẹp xỉu đấy các bạn. Như là kiểu mấy cái làng trong mấy cái nhà, cái nhà cổ tích trong mấy cái cái nhà cổ trong mấy cái chuyện cổ tích ấy mọi người. Kiểu như làm cái kết về chú lùn với chú đồ đó. Đúng. Nào bây giờ chúng ta sẽ có một thước phim tĩnh, chị Nguyên nó diễn nha. Diễn action. Mình và DTL đang chết cóng các bạn ạ. DTL đang không thể rút tay ra khỏi túi áo. Trong chương trình thực tế tập ngày hôm nay thì chúng mình là partner ở Ningo Terrace nha cả nhà. Chúng mình được ngẫu nhiên ghép cặp. Ừ, hoàn toàn ngẫu nhiên. Và chúng mình đang đi tìm xem có cái dán tủ lạnh nào để sưu tầm không nha cả nhà. Trời ơi, đẹp xỉu. Không, chị nghe đưa chi rồi sao ấy? Tầm ghé hoàn đưa chi. Các bạn bây giờ buồn cười đấy. Bây giờ rồi. Quay lại chào. Bà Chi đang tự kéo cái quạt lên. Hét lên đi Chi. Bầy loài đang chờ em. Những ánh mắt trông ngóng đang chờ em. Các bạn ạ, chúng mình đã trở về sau những tiếng hét thất thanh. Nhưng mà vui. Nhưng mà vui nha các bạn. Đẹp mê nha. Ơ, mệt quá. Mọi người, đây là âm 4 độ nha cả nhà. Nào review trò chơi nào các bạn, mấy điểm? Phê nha. Nhưng mà so với cả trực tiếp hôm qua, nó giống bạn là xứng đáng chạy như chó 1 phút để đến đây. Các bạn biết thì không, mình bò lên lúc mà mình chơi xong mình bò lên các bạn ạ. Ok. Bây giờ tất cả đều rất vất rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt taxi về ga rồi. Bắt tàu từ ga về khách sạn nha cả nhà. Ok. 2000 years later. Chúng mình đã lệm một lần nữa lết được 6 cái xác về đến cái ga này rồi. Ok Gabie, nó phải gọi là cái ga khỉ ho cò gáy các bạn. Nó có thể khỉ ho cò gáy hơn được không các bạn? Ờ. Chiếc ra tàu giữ chưa? Midnight. Đây nha mọi người, sau khi hồi sức cấp cứu xong thì sẽ là bữa tối. Bao nhiêu giờ đây? 12 giờ đêm. Ôi dồi ôi, muộn dậy rồi sao? Ok, vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha cả nhà yêu. Mệt quá rồi, sập đây. Cả nhà, buổi sáng ngày thứ tư nha. Vẫn khung cảnh đầy tuyết ấy. Đây là buổi sáng thứ mấy nhỉ? Thứ tư của chúng mình. Và chúng mình sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Cập nhật địa điểm tiếp theo, chào các bạn. Đẹp quá. Chào các bạn, chúng mình đã đến ở nơi rồi. Đây chính là chiếc cây cô đơn trong chuyến. Đi ra, ta dùng cái cây. Đó. Và đây là khung cảnh xung quanh nha. Không một bóng người nha. Đó, và đây là outfit ngày hôm nay. Đứng giàu, xin. Yeah. lại, chưa đúng. Xin, đứng giàu, xin, shop đi, xin, yeah. Kể cái đứng giàu là cái. Stand oi nhá. Chào cả nhà. Chúng tớ đã đến được địa điểm tiếp theo, đó chính là cây 7 sao, 7 star. Không biết là sao đó là 7 star, nhưng mà nghĩ là
Quang cảnh nó là như thế này cả nhà. Và nó là một không gian trắng tinh như thế này. Ê, quy đi mày. Quy đi nhanh lên. Quy đi. Trước khi chúng mình chết. Xin lần tuyết đi. Rồi. Quạch. Ôi giời. Ok, té và đi mày. Ông sao xuất hiện Quy rồi. Em như nào nhở? Đúng rồi. Rồi em ơi. Tao lạnh quá mày ơi. Tao chỉ ở chỗ này tao không chơi đâu. Chết rồi các bạn ơi. Thôi tao lại lên xe đây, tao lại. Mặc dù hàng cây kia nó đẹp đấy nhưng mà là tớ đã đến được địa điểm tiếp theo và địa điểm nơi này đang có nhiệt độ là -11 độ dự tính. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Chúng ta sẽ đi ra thác chơi nha mọi người, đang nghiêng nghiêng cái thác rồi sẽ đi làm hôn sen nha. Nghe đồn là cái thác nó nhìn từ trên cầu này xuống là sẽ đến cái thác này. Ô mày giống cầu Long Biên có mày. Wow. Đây nha mọi người, đây là cái thác nha. Wow, khung cảnh như kiểu là trong mấy cái phim người sói, ma cà rồng ấy mọi người. Chào mọi người, chúng mình đã vào đến chỗ onsen rồi nha. 11 giờ mới mở cửa nhưng mà bọn mình đến sớm, nhưng mà chắc ông ấy thường tính trở lại nên ông vẫn cho vào. Nên bây giờ bọn mình sẽ một tour onsen nha, bởi vì bây giờ không có ai hết. Đó, chúng ta sẽ có một phòng họ nói là cho đây là đầy đủ. Đầy đủ dưỡng thể, dưỡng các thứ này, có máy sấy này. Đây là chỗ để đấy sấy tóc nha. Ok, chúng ta sẽ vào trong phòng onsen. Chỗ này mình thấy khá là bé vì khá là ít bồn nhưng mà trông nó vẫn đẹp, vẫn là chill nha. Thì ngồi đây xong ngắm tuyết rơi đây cả nhà. Chill. Đó, trong này tắm tuyết rơi nha. Chỗ này ở trong này là sauna. Còn bọn mình sẽ tắm, ngồi tắm ở đây trong xuống dưới kia ngâm bồn nha. Cả hàng u đông. Chúng mình vào ăn và bà Nguyên vào trước rồi nên hôm nay Phương Anh nên lúc này là Phương Anh sẽ cầm máy cho các bạn nha. Bạn ơi let go. Menu đây nha các bạn ơi, chúng ta có cả nóng cả lạnh, bên trên là tên, bên dưới là giá tiền. Nó là theo dạng đấy cầm khay đi xong rồi đi theo quầy nha. Đây là mai ta chơi là nấm này, chikua, khoai, chi cà là gì nhỉ? Con mực. Thịt. Đi ra tôi cho nó quay lên đi. Rồi nha cả nhà. Chúng ta đang ăn trưa với một cái view nha mọi người. Một cái view đông lạnh nha. Chúng ta đang ở trong chỗ mua lưu niệm. Ở Hokkaido thì mua đặc sản nha. Hay nhỉ. Chúng mình đã có trong tay những món đồ lưu niệm. Một chiếc dán tủ lạnh. Công trang như núi hâm hâm. Ê, có cách nào không ngã không? Đó, con Quyên chặn đường. Lấy hôm em để anh khai ca nào. Lẹ dùm. Lên đi em. Đưa hết ra lên. Các bạn ơi, quên mất không cảm nhận là bọn mình vừa từ chỗ ramen đi ra chỗ ăn kem lavender nha mọi người, lavender ice cream nha. Nhưng mà sự chú ý của ta đã va phải cái đống trượt tuyết này, thế là chúng mình đã... Chị Nguyên champion nha.
cảm tưởng của nhà đương quang vô địch là như nào ạ? Đi vào mua kem không muộn, mẹ giờ ra sân bay các bạn ơi. Trượt luôn ra sân bay. Chào các bạn, chúng mình đã có được cây kem trên tay, một chiếc cây kem lavender thật mờ lem. Wow, dí vậy nào? Mẹ trăm cái như một luôn. Chúc mừng tái nha cả nhà. Chúng ta sẽ khai kem. Một chiếc kem lavender. Nó kiểu ngọt. Lavender hơi kiểu soda, kiểu chua chua soda mọi người. Có mùi lavender nha các bạn. Có nha. Hay ho kiểu nó kiểu giống cái kiểu soda ấy. Ăn cùng với tao đi bởi vì Lâm không ăn kem. Tạm hơn kìa đang coi nhé. À, hôm quên mất chưa quay cái intro. Tí vì ra kia đừng biết quay nó cái intro. Mà cái câu chúng tôi đã hút cây đô bằng nhiều từ tiếng. Mỗi đứa một từ tiếng. Tao mà đi được. Nhập. Mà nhập. Tiếng đâu? Kể nói tiếng Việt mà. Nói tiếng Anh. Ủy nhân chỉ cần Hokkaido ấy xin đi đà. Của mặt tao, về Hải Tao. Here we are in Hokkaido. Hokkaido ni tsukimashita. Chúng mình về Hokkaido rồi nè. Yeah! Chào cả nhà, chúng mình đã lết được 5-6 cái xác về đến Osaka rồi. Thế nên là chuyến đi bão tố của chúng mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye!